Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách nhận biết cây hoa rực dược khi đã đóng nụ Thì đối với các bạn là trồng thường xuyên thì các bạn không nạ gì nữa rồi Còn đối với các bạn mà trồng lần đầu mà khao khát được nhìn thấy cái nụ hoa rực dược đầu tiên Nó hình thành như thế nào Và cách nhận biết ra sao thì hôm nay thì mình qua cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn Đây là cái chậu hoa rực dược hôm trước các bạn này cái chậu này là vẫn là cái chậu mà mình làm mấy cái video trước đấy trồng từ cái củ củ của cái vụ trước đấy các bạn khi mà hết hoa thì cắt và chăm sóc cái củ giữ giống sau đó là cứ thế để cho lên thành hoa thì cách nhận biết như sau đối với cây hoa thực dược khi mà nó đã xuất hiện nụ thì qua quan sát đầu tiên là chúng ta quan sát lá thì bình thường khi cây hoa thực dược mà nó chưa có lụ, thì toàn bộ những cái lá ở phía trên này, ở phía trên ngọn này, này đấy, là nó có cái màu xanh nõn chuối. Khi mà cái cây hoa thực dược của chúng ta nó chuyển sang cái màu xanh đậm như thế này, đấy, cái lá nó màu xanh đậm như này, các bạn này là cái cây hoa thực dược của chúng ta nó đã có cái dấu hiệu đóng nụ ở phía trên ngọn rồi. Đây là cái cách nhận biết thứ nhất. Cái cách nhận biết thứ hai là khi cây hoa thực dược nó tốt như thế này rồi, chúng ta kiểm tra bằng tay, thì các bạn chỉ cần sờ cái ngọn này, sờ cái đầu ngọn này, chúng ta bóp nhẹ nhẹ ở cái đầu ngọn cây hoa thực dược. Khi mà thấy có cái cục, nó chỉ cần bằng cái hạt đậu tương ở đầu cái ngọn này nó cứng cứng, là cái cây hoa thực dược của chúng ta đã bắt đầu đóng nụ đây là hai cách nhận biết rất là dễ cái video trước thì cái cây hoa thực dược này nó cũng chưa cao lắm nên là mình mới căng một cái lượt dây dưới này thôi các bạn này hôm nay thì nó cao lên rồi nó cao lên mãi trên này rồi nên là lại phải căng một lượt nữa các bạn ạ nếu mà không căng như này thì khi mà gặp mưa rông gió là cái cây hoa thực dược nó sẽ bị đổ gãy cái thân hoa thực dược này nó rất là mềm nó là thuộc dạng thân ống nó rất là mềm khi mà gặp rông tố gió mạnh kèm mưa là nó sẽ bị gãy các bạn ạ cái cây này của mình thì hôm trước thì mình để năm thân nhưng mà có ba cái thân này nó lên bằng nhau này còn hai cái thân ở phía dưới kia thì nó nên sau hai cái thân nhỏ hơn thì hai cái thân nó chưa có lụ các bạn ạ nó chưa có lụ còn cái thân ở trên này thì bắt đầu đang hình thành nụ rồi thì chỉ một thời gian nữa là có hoa thôi thì khi cái ngọn cây hoa thực dược đóng nụ đóng nụ như thế này hình thành nụ như thế này thì những cái lách lá này những cái lách lá phía dưới này cũng đồng loạt cho ra những cái mầm mọc ở cái kẽ lá này thì sau cái mầm này nó sẽ ra những cái cành nó lại cho hoa tiếp theo còn bước đầu lúc này nó mới đang hình thành những cái mầm ở lách lá này các bạn này còn phía trên này thì đã có lụ xuất hiện rồi thì ở cái thời điểm này cái thời điểm lụ như thế này thì chúng ta cần phải tưới bón phân cho nó các bạn tưới bón phân LVK đầu trâu các bạn lúc này không nên dùng đạn nữa nhé ở cái độ tuổi này thì các bạn chỉ cần dùng phân LVK thôi một là LVK đầu trâu 13 13 nếu không có LBK đầu trâu thì các bạn có thể dùng bất cứ loại LBK là cũng được. Còn đạm thì chúng ta không nên dùng vào cái lúc này. Thì năm nay thời tiết nó cũng hanh khô nhiều ngày lắm rồi các bạn, cũng khoảng độ 15-16 ngày nay nó không có mưa rồi. Chứ không cây hoa này nó sẽ phát triển rất là nhanh, nó sẽ cao hơn nữa cơ. Nhưng mà đối với thực dược thì từ khi mà nó hình thành nụ như này thì bắt đầu cái thân này nó sẽ giãn ra rất là nhanh những cái đốt này nó sẽ dài lên chứ không phải nó hình thành nụ như thế này mà nó ra hoa ngay đâu các bạn ạ nó cần phải có một thời gian nữa mà khi nó đã xuất hiện nụ này thì cái thân này nó giãn rất là nhanh những cái đốt này những cái đốt ở thân này nó sẽ giãn ra rất là dài các bạn ạ nên là khi chúng ta mà trồng thực dược mà nó cao khoảng độ 50 cm mà nó đóng nụ cây nó còn giãn rất là dài các bạn cái đốt của nó nó sẽ giãn ra khoảng độ 15 đến 20 cm kìa. Đây thì lúc này cái đốt nó mới được 10 cm thôi. Lụ lớn đến đâu thì cái đốt nó giãn ra đấy các bạn Chiều cao nó sẽ cao lên. Còn nếu các bạn muốn cao thì các bạn dùng g 3 các bạn xịt vào. Các bạn kéo thân nó lên nó sẽ cao. nhưng mà trước khi kéo cổ, kéo thân nó lên cho cái thân nó dài ra thì các bạn phải bón phân cho nó đủ trước mấy ngày. Thì sau khi cái lụ nó hình thành như này thì nó mất khoảng độ hơn 20 ngày nó mới lở được các bạn thời gian từ cái lúc mà lụ nó bằng cái hạt đậu tương đến cái lúc mà nó có hoa thì nó phải rơi vào tầm 20 hơn 20 ngày nó mới lở hoa chứ không phải là nó lớn nhanh được đâu Đấy, nó từ từ xong nó giãn những cái đốt này ra giãn cái đốt này ra và nó sẽ cao lên cao lên thì nó đầu nó thở cái lụ ra chúng ta nhìn cái lụ rất là dễ thời điểm này thì các bạn cái bón phân cho mình tưới phân cho mình như mình vừa à, mới nói vừa rồi thì các bạn à, sẽ có những cái bông hoa rực rực rất là to còn sau khi cái lụ nó to hơn nữa nếu mà chúng ta muốn nó một bông thì các bạn vặt bỏ hết những cái ánh này đi chúng ta chỉ giữ lại một cái lụ trên đỉnh này thôi giữ lại một cái lụ trên đỉnh này thì cái cây hoa rực rực của chúng ta nó sẽ tập trung dinh dưỡng và nó nuôi một cái hoa cái ở trên này một hoa chính ở trên này nó không phải nuôi những cái hoa ánh này nữa thì sau cái bông hoa nó sẽ rất là to nó sẽ to hơn là chúng ta để nó ra hoa chùm, bởi vì khi chúng ta để những cái ánh này cho ra hoa chùm thì cái bông hoa nó sẽ được nhiều hơn trên một cái cây hoa nó sẽ được nhiều bông hoa hơn, nhưng mà bông hoa thì nó sẽ không to bằng chúng ta để một bông. Còn nếu mà tỉa hết cái ánh này đi, chỉ nuôi một cái lụ chính ở trên này, sau cái bông hoa nó sẽ rất là to. Đấy là những cái bạn nào mà thích ngắm những bông hoa thực dược to. Thì các bạn làm kiểu đấy thì nó sẽ to hơn. Nó to hơn bình thường. Còn không thì chúng ta cứ để nó ra à, hoa chùm cho nó đẹp. Cây hoa thực dược nó tốt như này rồi. Thì cái độ ẩm của đất chúng ta chỉ duy trì khoảng độ 70% thôi. Cũng không nên à, à, tưới nó sũng quá. Sũng quá nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến rễ. Và cũng không nên để khô quá. Khô quá thì nó ảnh hưởng đến à, cái bông hoa này. Sau này nó không được to, không được đẹp. còn thời tiết hành khô như này thì trên cây hoa dược dược nó ít khi xuất hiện lấm bệnh các bạn hoa dược dược thường thường nó chỉ xuất hiện lấm bệnh và những cái thời điểm mà có mưa tức là mưa nhiều ngày hoặc là các bạn tối đến các bạn hay tưới muộn tối đến chúng ta mới tưới đấy tưới mà ướt lá này thì cái bệnh lấm phân trắng nó sẽ rất hay xuất hiện ở trên cái lá cây hoa dược dược nên là khi chúng ta tưới cây hoa dược dược thì các bạn không nên tưới vào tối nhiều khi các bạn đi làm về tối đến các bạn mới tưới thì nó sẽ làm ướt lá cây ướt lá cây nhiều khi qua đêm cộng với sương nữa là nó hay sinh ra cái lấm phấn trắng thì đối với cái lấm phấn trắng thì nó không khó gì nhưng mà nói chung là mình hạn chế tưới về tối muộn thì nó sẽ không bị cái lấm phấn trắng thì cái cây hoa rực rực của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh và nó phát triển sẽ đẹp hơn À, video của mình đến đây là hết nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn cảm ơn các bạn đã xem video